hộp sữa. Không, đây là nước hoa. Mình tin là nhiều bạn cũng sẽ bị nhầm giống mình. Ngay khi vừa nhận được chai nước hoa trên tay, mình đã phải quay lại hỏi cửa hàng là: em ơi, em có gửi nhầm cho chị hay không? Chị nhận về là một hộp sữa hạt nhân. Nhưng mà khi mở ra thì mình mới biết đây là chai nước hoa Solinos, một hãng nước hoa nội địa đến từ Pháp. Với tính hiệu năng cao và mức giá hợp lý thì mình tin chắc là thời gian sắp tới đây cũng sẽ rất hot ở Việt Nam. Trên tay mình đang cầm là chai nước hoa Solinos Amand Full Size 50ml. Sau một tháng trải nghiệm và hôm nay mình mới quyết định là lên review cho mọi người. Mùi hương của em này đặc trưng với nốt hương của hạnh nhân, béo ngậy, ngọt bùi, kết hợp với đậu tôn cao, vani và cùng với hương vị của trái cây chín và hoa trắng thơm ngào ngạt. Mùi hương ngọt ngào sẽ thích hợp với các bạn thích mùi ngọt, thích mùi hương sexy, quyến rũ, nịnh mũi. Đặc biệt hơn nữa là giữa những ngày mệt mỏi, stress, các bạn có thể dùng mùi hương này để chữa lành vết thương tâm hồn của các bạn, vực dậy tâm hồn với nét hương vui vẻ, sảng khoái, dễ chịu, ngọt nhưng không nồng gắt. Và mình thấy là hương thơm của Amand rất đa dụng, đi học, đi chơi đều dùng được và đi ngủ cho một giấc ngủ êm đềm, ngọt dịu, nhẹ nhàng. Và em này có thể dùng được 4 mùa quanh năm các bạn nha. Với thời gian bám tỏa 6 đến 8 giờ và mức hợp lý như thế này, kinh tế như thế này thì tại sao các chị em không săn, đúng không ạ? Full size 50ml như hình lúc đầu nhận về, đừng nhầm là hộp sữa ha.